trước khi mình muốn chiên thì mình phải lấy cái đũa mình cắm chấm thôi, chấm dầu đó, mình thấy nó có nổi tim lên được rồi thì lúc đó mình mới chiên. Dạ. Như vậy là được rồi đó. Được rồi đó, được rồi đó. Giang chứ. Giang à, Giang. Trời ơi, Giang à. Bột chưa nở cho nên là Sophia ơi, mình phải đánh bột thêm. Đánh bột lên. Đây là công đoạn của những người đàn ông có sức có lực. Rồi cứ để cho bột nó nghỉ thêm chừng khoảng 10 15 phút rồi, nữa rồi chứ. Rồi sao để bột nghỉ. Đúng rồi, anh đánh nhiều quá cái bột mình nó bị xay sẩm á, cho nó nghỉ chút xíu nha. Sophia rất là bình tĩnh. Gọt cái củ khoai rất là điêu luyện nha. Một chai dầu đó không đủ đâu. Một chai dầu đó không đủ à? Không đủ đâu, nó phải ngập cái khuôn, nó phải ngập. Rồi, chị xài hết một chai dầu luôn. Đúng rồi, ngập dầu để mà đáy bánh luôn mà. Đúng rồi, khoai là phải ngập dầu, với lại dầu phải thật là nóng. À, cho mình thêm dầu được không? Đặc biệt là cái nước chấm nó phải chua vừa đủ, mặn cũng vừa đủ, để mà khi mọi người ăn kèm vô thì mọi người mới thấy được cái vị của nó ngon. Dạ. Tại vì nó ngọt tự nhiên, tôm là mình không ướp gì hết nên là cái vị ngọt tự nhiên là từ con tôm. À, tại vì khi mình cho gia vị đường vào trong cái hỗn hợp bột của mình chiên. Xin mời anh Thôn. Người ta đeo bao tay luôn, tháo phụ kiện trang sức xuống luôn rồi. Để em giữ của giùm anh nha, để đây lát nữa nó rớt mất đó. Anh ơi, cái vòng gỗ này mình đeo mình có bị dễ bị thấm nước không anh? Bên em có vòng đá nó không có thấm nước nhiều như vòng gỗ. Cứ dành liên hệ em nha. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Ủa chưa bật bếp mà. Ủa trời ơi. Ủa chưa bật bếp. Ủa trời ơi. Nãy giờ bật cái chảo dầu mà quên bật bếp. Trời ơi. Nhưng mà chị nãy giờ chị thấy, nhưng mà chị tưởng là cái đồ nơi đó. Quay. Trước khi mình muốn chiên thì mình phải lấy cái đũa mình cắm chấm thôi, chấm dầu đó, mình thấy nó có nổi tim lên được rồi thì lúc đó mình mới chiên. Dạ. Như vậy là được rồi đó. Được rồi đó, được rồi đó. Giang chứ. Giang à, Giang. Trời ơi, Giang à. Bột chưa nở cho nên là Sophia ơi, mình phải đánh bột thêm. Đánh bột lên. Đây là công đoạn của những người đàn ông có sức có lực. Rồi cứ để cho bột nó nghỉ thêm chừng khoảng 10 15 phút rồi, nữa rồi chứ. Rồi sao để bột nghỉ. Đúng rồi, anh đánh nhiều quá cái bột mình nó bị xay sẩm á, cho nó nghỉ chút xíu nha. 3 2 1 mời bạn về lại vị trí của mình. À, Sophia. Để cho nó nghỉ ngơi. Nó nằm yên nó sẽ dễ nở hơn. Cho nó relax đi. Ok. Em muốn hỏi cô để giúp đỡ. Dạ, xin mời chị Hiền Minh ạ. Với quyền lợi này thì Sophia sẽ được hỏi chị Hiền Minh 3 câu hỏi liên quan đến món ăn của chúng ta nha. Dạ, em muốn có xem cây bột của em à, như thế mình, nào. Mình đừng có quậy nó lên quá nhiều. Tại vì khi mà mình đang cho bột nó trong cái thời gian nó nghỉ á, thì mình phải để cho nó tạo những cái không cơ, cái khi mà cái con men ở trong này nó sẽ tạo ra cái CO2 thì chính vì đó nó mới đẩy cái con men. Còn mình, nếu mình quậy nhiều quá thì nó sẽ làm cho cái bột của mình nó sẽ không có, nó chậm cái quá trình lên đây. Mình để một tí xíu, khoảng chừng cỡ 5 phút đến 6 phút nữa bắt đầu mình sẽ chiên. Mình có thể chọn hỏi tiếp bây giờ hoặc để dành. Chắc để dành. Để dành. Dạ. Cảm ơn cô. Cái việc múc bánh của chị Sophia anh gọn gàng hơn là anh tìm anh múc. Thế có phụ nữ mà. Ừ. Anh tìm anh múc bên hơi tầy quậy xíu, hơi bị chàng chàng rồi đi. Và thời gian của chúng ta còn 10 giây cuối cùng. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hết giờ. Xin chào tất cả mọi người, hiện tại thì Tuyền Tăng đang có mặt tại lầu 6 của căn nhà Nhập Gia Tùy Tục. Ở vị trí này thì chúng ta có thể quan sát toàn cảnh, nơi mà ở phần lên mâm thì từng nhóm bạn sẽ bắt đầu chia sẻ thuyết trình về quá trình thực hiện món ăn của mình. Tiếp theo sau đó thì 3 thành viên giám khảo sẽ nếm cũng như là chia sẻ cảm nhận dựa trên 3 yếu tố: hương vị, quá trình chế biến và cách trang trí. Và hai nhóm bạn ơi, đừng quên, đây là một phần cực kỳ quan trọng để giúp cho nhóm bạn
chinh phục khẩu vị của cả ba khách mời cũng như nhận về chung cuộc 3 viên kim cương. Hãy cố gắng hết mình nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ của nhóm bạn Antoine và Sophia. Xin mời. Đẹp mắt quá. Em đưa cho món này tất cả sự cố gắng và sáng tạo và tình yêu của em. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Và Sophia đang rất là hồi hộp, mong chờ. Thấy thương quá à. Rất là dễ thương. Không sao đâu, mình cứ thả lỏng nha. Tự tin với những gì mình làm, nó cũng là một phần chiến thắng rồi. Dạ, mời cả nhà. Chị thấy được cái màu sắc của chiếc bánh. Dạ. Nhìn bắt mắt hay em. Dạ, ha. Rất là đẹp. Cái màu mà mình nói là vừa chín tới luôn á. Đúng rồi. Dạ. Mọi thứ dường như là nó hòa quyện và nó hoàn hảo á. Kể cả cái phần bột cũng có độ giòn và độ dai của bột. Rồi tôm chín tới, tất cả mọi thứ đều vừa chín tới và rất không bị quá lửa. Mà em để ý rằng là cái phần bánh mỏng hơn một chút đúng không chị? Mỏng hơn một chút so với cái phần bánh mà mình ăn lúc đầu lúc mà chị mang tới. Thì cái phần bánh nó mỏng như vậy á, thì nó có đủ cái tiêu chí của một cái bánh này không chị? Khi mà chiên một cái bánh á, thì có lẽ là mọi người nôn, sợ là không kịp thời gian, nên là mọi người phải lo chiên sớm, nên là cái bột nó chưa có nở đủ á. Nhưng mà khi mà đến những cái cuối sau á, thì chị thấy là Sophia đã thấy được và biết được là bột cái thời điểm này là sẽ là ngon nhất. Và lúc đó Sophia có chia sẻ lại là với bột như vậy chiên mới ngon phải không? Yeah. Thì chị cũng đã nói cho Sophia biết là đó, cái bột như vậy là lúc này là cái thời điểm chiên bánh nó sẽ ngon. Vậy thì bây giờ á, là em đã biết cái việc mà nhìn cái bánh lúc đầu mà chị mang tới nó to hơn, không phải là mình để nhiều bột hơn, mà là mình để cho cái bột nó nghỉ đủ lâu, để cho cái độ bột nó có cái độ phồng nhất định. Thì khi mà mình bỏ vào trong cái chảo dầu mình chiên á, là nó xèo, nó phồng lên một cái, nó tạo cái độ hấp dẫn và cái độ múp múp của cái bánh. Nhưng mà cái độ nở của bánh này thì em thấy là nó cũng đã nở rồi. Chị cũng đã nở. Dạ, nó cũng đã rất là ok rồi á. Dạ, em cảm ơn. Nhìn cái áo của Sophia kìa, lấm tấm những cái đốm dầu á, nhìn thấy thương gì đâu á. Sáng tay, tay thấp, tay cao, áo thì lấm tấm vết dầu. Cái tham mát của cô sợ. Trên mặt cũng bị dính dầu luôn. Con dâu Việt Nam. Đúng, rất là con dâu Việt Nam. Được một cái là khi mà bỏ bánh vào trong cái chảo dầu á, dù văng cỡ nào cũng không có né như Tuyền Tăng. Tuyền Tăng né dữ lắm. Nhưng mà chị Sophia là cứ đứng yên và coi như là chịu hết tất cả những cái sự văng dầu luôn đấy chị, để giữ cho cái bánh được ổn định và cho cái bánh mình nó đẹp nhất, nó ổn định nhất. Cái đó rất là ok. Chị rất là quyết tâm, chị rất là kiên định. Rất là cảm ơn Sophia vì đã lăn xả cùng với Nhập Gia Tùy Tục hôm nay ạ. Em tên Ellie Nhung và em là vợ của anh Tim. Trên Facebook em đi kết bạn dạo rồi gặp ảnh. Những nụ cười ngờ nghịch, những ánh mắt thất thần. Tại sao là chị lại sân pháo? Sân sáo là sân si em ơi. Sân sáo và quán xuyến căn nhà này như vậy. Khi mà về nhà thì mình cũng phải trở thành một người phụ nữ đảm đang, một người dâu hiền con thảo á. Ủa? Như là chị sắp lấy chồng hả? Chị đi ăn đám cưới 6 lần. Mình có ăn đó. Sao đám chị? Bạn viết đơn đó, mình cứ tưởng đơn đó thật nè. Bạn viết đơn đó, mình cứ tưởng đơn đó thật nè. Nhìn anh giống như là một cái nhân vật trong những bộ phim của Hollywood. The King Man. Việt Nam có Minh Bắc, Minh Trung, Minh Nam. Anh đến từ Minh Pháp. Minh Pháp. Giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Anh Tim hay viết dấu sắc thành dấu quyền và dấu quyền thành dấu sắc. Bánh bèo. Bánh bèo, bánh bèo. Bánh bèo. Bánh mi thấy chưa, rõ ràng không? Anh luôn bỏ dấu sắc thành dấu quyền. Bé. Cái gì bé? Ai mà kêu em bé đâu mà tự nhiên. Câu trả lời là D ạ. B, B. Cái gì vậy trời? Ủa? Cứ B hoài chứ bé. Không biết nữa. Cái này là bánh bèo không vậy? Ủa anh biết cái thuật ngữ bánh bèo luôn hả? Không bà bảo táp, không bà ngu Pháp Việt Nam. Cùng đón xem Nhập Gia Tùy Tục vào thứ hai hàng tuần lúc 20:30 trên kênh VTV3 và 21:30 trên kênh YouTube TV Hub.